Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Channel, mình là Mika đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một mẫu laptop mới, không còn là của Dell nữa mà là đến từ HP. Tất nhiên mới này nó sẽ theo kiểu đó chính là nó khác, không phải là Dell nữa các bạn nhé, chứ không phải là một chiếc máy mới, đời mới. Đó, thì cái chiếc laptop hôm nay mình gửi đến cho các bạn đó chính là HP EliteBook 840G2, một trong những chiếc máy đã được ra mắt cách đây khoảng 6-7 năm gì rồi. Đó, thì với cái khoảng thời gian ra mắt như thế thì bây giờ mức giá của nó chỉ dao động tầm khoảng là 7-8 triệu thôi, tùy vào option cấu hình các bạn nhé. Ví dụ như các bạn muốn có một cái con chip Core i5 ấy, thì chỉ tầm bỏ ra hơn 7 triệu một tí xíu. Còn đối với lại mà muốn Core i7 ấy, thì phải bỏ thêm 1 triệu nữa. Thì đối với lại dòng này Core i7 mình nghĩ rằng là nó sẽ có cho chúng ta là một cái hiệu năng gần như là tốt nhất rồi. Và so với lại dòng chip Core i5 thì rõ ràng là con này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là sử dụng một cách nó lâu dài hơn. Đó, và ngày hôm nay thì mình sẽ review chi tiết về cái chiếc laptop này. Đây là một cái chiếc laptop mà nó sẽ đi theo hơi hướng đó chính là mỏng nhẹ. Tất nhiên là cách đây khoảng 6-7 năm thì mỏng nhẹ của nó cũng chỉ dừng lại như thế này thôi, trọng lượng là khoảng 1,6kg. Về cái phần thiết kế thì nhìn chung ấy, mình thì mình thích cái phần mặt lưng này nó màu bạc hơn, nó đồng bộ với lại cái phần đế máy hơn. Chứ còn mà kiểu chia ra hai tông màu đen và sáng này, sáng và tối như thế này thì mình thấy là nó chưa thật sự là khiến cho mình nói chung là nó không thể toát lên được cái vẻ sang trọng nếu như mà chúng ta nhìn vào như thế. Trông nó giống như là một cái dòng gọi là Latitude rẻ của Dell vậy, nó không thật sự là sang trọng. Tất nhiên là về mặt độ bền thì nói chung là chúng ta cũng không cần phải bàn tán gì nhiều rồi. Dell gọi là 10 thì HP cũng 8-9, nó không phải là kiểu kém cạnh hơn nhiều đâu các bạn à, với một thương hiệu đến từ Mỹ như thế này. Trọng lượng 1,6kg thì nhìn chung là kể cả những bạn nào học sinh nữ chân yếu tay mềm đi chăng nữa thì mang vác của nó rất là dễ dàng. Đó, kích thước thì khoảng 14 inch. 14 inch của con này thì nói chung là nó cũng sẽ xem lại những cái con 15.6 inch bây giờ. Nếu như mà về cái khoảng tối ưu cái phần viền ấy, của con này nó mỏng đi bớt lại thì nó là như thế. Nhìn chung thì tầm cái phân khúc giá khoảng 8 triệu mình thấy rằng là cái giá trị mà chúng ta nhận lại được ấy, đó chính là về việc chúng ta có một cái thương hiệu HP đã rất là yên tâm rồi. Đó nói chung là không cần phải chứng minh gì nhiều nữa so với lại những cái thương hiệu đến từ nội địa Trung Quốc. Và đi kèm với đó là chúng ta sẽ có đó chính là một cái phần màn hình. Mình nghĩ rằng là các bạn sẽ cần phải bỏ thêm một cái option nữa, mua thêm một cái option nữa khoảng 500.000 để chúng ta có được một cái màn hình là Full HD. Full HD thật sự là mình khuyên các bạn là tại sao? Trong rất nhiều video trước đây đó chính là mình đều khuyên các bạn mua Full HD, không phải là để kiếm thêm lợi nhuận cái thứ này kia đâu. À thì tất nhiên nó là kiếm thêm lợi nhuận đó, nhưng mà nói về cái góc nhìn của các bạn đây, góc nhìn của một người dùng đi, thì việc mà chúng ta có một cái màn hình Full HD cho kích thước màn hình 14 inch nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm tốt hơn rất nhiều. Nó sẽ nét hơn, nó sẽ có một cái góc nhìn rộng hơn so với lại những cái màn hình mà có độ phân giải HD, góc nhìn rất là hẹp các bạn nhé. Các bạn chỉ nghiêng đi một tí thôi, chết qua một tí thôi là các bạn sẽ thấy ngay là hiện tượng đó nó bị đảo màu. Đó, và màu sắc thì nó hiển thị không chính xác, thì đôi khi các bạn làm việc nó cũng không hiệu quả nữa. Đó là điều mà mình khuyên các bạn đó. Còn về phần hiệu năng thì với con chip Core i7-5600U là một con chip mà nhìn chung là nó sẽ đủ để chúng ta có thể làm tốt được những cái tác vụ văn phòng ở thời điểm hiện tại. Nếu như các bạn muốn chơi game, các bạn muốn thi thoảng giải trí thì nói chung là nó cũng được đó. Nhưng mà cái khả năng vận hành của con chip này ở thời điểm hiện tại nhìn chung là nó sẽ đáp ứng ở một cái mức gọi là vừa đủ thôi, so với là cái số tiền mà chúng ta cần phải bỏ ra là nó khá là hợp lý rồi. 8 triệu mà đã có Core i7-5600U là hợp lý cho những cái tác vụ văn phòng là ok rồi đó. Còn đến những cái tựa tác vụ nó nặng hơn như là những cái tựa game liên minh hiện thoại, những tựa game phổ biến ấy, thì nó vẫn cứ gọi là chấp nhận được. Về cái phần bàn phím của con này thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái bàn phím dạng chiclet rất là quen thuộc của HP. Nói chung là Dell thì hát chiclet là hành trình phím nó sâu hơn, còn đối với lại HP thì nó sẽ là dạng chiclet, hàng phím hành trình phím nó vừa đủ. Thì với cái dạng hành trình phím này thì nhìn chung ấy là khi chúng ta gõ chúng ta vẫn sẽ có một cái cảm giác gõ phím rất là tốt. Còn đối với cái phần touchpad thì kích thước của nó hơi bị nhỏ một tí. Nói chung là đây là cái dòng laptop đời cũ nên là chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi hơn được, để mà nó chừa thêm một cái không gian nữa dành cho cái phần loa được đặt ở phía trên như thế này, nó sẽ tạo cho chúng ta là một cái trải nghiệm âm thanh trực tiếp. Nhưng mà nhìn chung là cái chất lượng loa của cái con HP EliteBook 840G2 này nó nằm ở cái mức là đủ nghe thôi, chống điếc thôi, chứ không phải là để mà hưởng thụ hay trải nghiệm gì đâu các bạn nhé. Và có một điểm mình chưa ưng đó chính là hình như là mình thấy rằng là cái bàn phím của này nó có hiện tượng flex, tức là nó sẽ có một cái độ lún khi mà chúng ta ấn xuống. Nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác mà thật sự là cái mức độ hoàn thiện nó không chắc chắn. Tất nhiên là về mặt độ bền
là HP EliteBook 840G2 này nó đã gọi là qua từng thời gian đến bây giờ 5-6 năm như thế nó vẫn còn có thể được bán lại, thì rõ ràng là không có quá nhiều cái vấn đề liên quan về mặt độ bền rồi, chỉ là cái gọi là cái phần hoàn thiện này thì mình chưa thật sự ưng ý lắm thôi. Đấy, về phần pin của cái chiếc máy này thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái dung lượng pin nhìn chung ấy là nó sẽ đủ dùng trong vòng khoảng là 4 tiếng dưới 4 tiếng thôi cho một cái chiếc máy cũ đã được ra mắt 5-6 năm như thế này rồi, 6-7 năm hoặc là 5-6 năm, nói chung nằm ngưỡng ở đó nếu như mình nhớ không nhầm nhé, là nó sẽ tầm khoảng 6 năm. Đấy, là nó sẽ gọi là pin nó cũng đã bị chai đi phần nào rồi. Đó là lý do tại sao mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn thay pin mới thì các bạn có thể là dùng được 4 tiếng rưỡi, còn không thì nó sẽ trung bình là dưới 4 tiếng thôi. Đó, các bạn phải luôn sử dụng với cái sạc mà nhìn chung thì đã gọi là giá rẻ rồi thì các bạn cũng không nên cần phải giữ gìn đâu. Máy gọi là được xem như là máy cày nồi đồng cối đá đi. Đó, với những cái dòng laptop này nó rất là bền. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc laptop HP EliteBook 840G2 này? Thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.